Chào các bé nhỏ của ta. Hôm nay ta sẽ kể một câu chuyện cho các bé nhỏ nghe nhé. Đó là chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Ngày xưa có một cô bé muốn vào rừng đốn củi. Ấy lộn, cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà vào rừng đốn củi cái gì? Phải nói là có một cô bé Hoàng Khăn Đỏ mới đúng. Dạ, con là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Hôm nay con sẽ đi vào rừng đi tìm bà ngoại. Rồi, đi vô bà ngoại nhưng mà không có gặp bà ngoại, gặp con chó sói. Người đi đâu cô bé Hoàng Khăn Đỏ? Ta sẽ ăn thịt nếu người không nghe lời. Người hãy quay về mẫu lòng. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ sợ quá nên cô bé quay về mép mẹ. Mẹ ơi, con đi vào rừng con gặp một con chó sói rất là hung dữ. Thôi được rồi, con gặp con chó sói thì con hãy quay lại và ăn thịt nó cho ta. Bây giờ ta đã biến thành thủy thủ mặt trăng, ta sẽ quay lại ăn thịt con chó sói. Hỡi con chó sói hung hãn kia, ngươi hãy ngồi im, ta sẽ cầm cái cây thọt vào đít ngươi, thọt vào lỗ tai ngươi cho ngươi banh lỗ đít ngươi ra luôn. Còn các sói kìa, à ha, thì ra là ngươi không sợ ta phải không? Ta là chó sói rừng xanh, phía sau ta còn một con cá sói nữa thấy chưa? Đây cũng là một con cá sói thấy chưa? Ngươi hãy quay về rừng gấp 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 gấp, nếu không ta sẽ lấy cây ta thọt vô lỗ đít người, ta lấy vỏ chuối ta bỏ trên đường để cho người chạy, người đạp vỏ chuối người ta cặp thiệt cắm đầu vô gốc cây luôn nghe chưa. Tao về ba chị. Ông dám dọa con hả? Con về con mát mẹ, ông dám đòi lấy cây thọt vào lỗ đít con sẽ kiếm cái cây thọt lại lỗ đít ông. Ông hiểu chưa? Hiểu chưa? Ta nói vậy mà ngươi còn chưa nghe nữa hả? Bây giờ ta sẽ ra hiệu cho con của ta là Ben đẹp, lộn, Beo đẹp trai sẽ cắn vào cổ ngươi. Còn đây là công chúa của ta cũng là quỷ sẽ cắn vào tai của ngươi, cắn vào đít của ngươi, cắn vào mông của ngươi. Hiểu chưa? Em không có sợ đâu. Bây giờ em đã có quá phép thần thông, em sẽ cầm cây và thọt vào đít con chó sói. Tại vì đây là tập phim thọt đít chó sói, chủ đề của mình là thọt đít chó sói.